Chào các bạn và các em học sinh thân mến Trong video hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em cái sự khác nhau giữa been và gone trong thì hiện tại hoàn thành Been và gone đều mang nghĩa là đã đi đâu đó nhưng been là đã từng ở đấy và đi về rồi Còn gone là đã đến nhưng mà chưa trở lại, đã đi rồi nhưng mà chưa quay về Ví dụ như thế này, mình nói rằng là I've been to Hà Nội Twice là mình đã đi đến Hà Nội hai lần rồi, là bây giờ là mình đang ở đây, mình không có đi Hà Nội nữa, mình có mặt ở chỗ này. Còn ví dụ mình nói là he has gone to Hà Nội, anh ấy đã đi Hà Nội rồi, bây giờ anh ấy không có mặt ở đây. He has gone to Hà Nội, con là đi rồi và chưa về và không có mặt ở, ở tại nơi nói. Còn Ben là đi đến đó rồi và bây giờ là có mặt ở hiện diện ở chỗ nó đang nói chuyện ví dụ câu 1 như thế này các bạn ha trong câu đầu tiên là I've never been to the USA but I love to go mình chưa bao giờ đến Mỹ cả nhưng mà mình thích đi lắm tức là bây giờ mình không đang ở Mỹ mình đang ở Việt Nam đang nói chuyện với các bạn nhưng mà mình nói rằng là mình chưa bao giờ tới đó hoặc là nếu là mình nói mình tới đó rồi thì thì sao các bạn? Tức là mình vẫn dùng been mình tới đó rồi, bây giờ mình về Việt Nam rồi. Hoặc là bây giờ mình nói là mình chưa bao giờ tới Mỹ thì mình cũng nói là I've never been to the USA, but I'd love to go. Câu số 1 chúng ta chọn been Câu số 2 thì ta hỏi where Steve, Steve thì đang ở đâu? thằng thì thằng b nó trả lời là oh he's out he'll be back later anh ấy sẽ quay trở lại sau thì hỏi là steve đâu rồi thì nói là nó khi mà người ta hỏi cái người nào đó đang ở đâu thì cái đối tượng đó là đã không có mặt ở đó người ta mới hỏi đi đâu thì, thì hiện tại là steve không có mặt ở cái chỗ diễn ra hội thoại giữa thằng a và thằng b này vì thế mình nói là he's gone out anh ấy đi ra ngoài rồi bây giờ nó không có ở đây he'll be back later nó sẽ quay trở lại thôi chích xíu nữa nó quay trở lại câu số 3 là tôi đang nghĩ về việc đi tới bồ đào nha năm tới thì thằng kia thằng bên nó hỏi là ồ thế à mình đã tới đó rồi nó tuyệt lắm thì tới đó rồi bây giờ mình không có ở đó nữa ha bây giờ mình quay về đây rồi thì mình đã đi tới đó Mình quay về rồi thì là been. I've been there Câu số 4 à, Ông chủ của bạn Hay là giáo viên của bạn hỏi bạn Tại sao bạn đi trễ Bạn trả lời là Mình vừa mới uh, Đi khám bệnh về Mình vừa mới đi gặp bác sĩ về thì bây giờ cái việc đi gặp bác sĩ đã đi xong rồi Đã về rồi Không còn ở chỗ bác sĩ nữa Thế nên chúng ta chọn làm Bin Bin Tại vì người này có mặt Để thực hiện cái cuộc hội thoại này Người này có mặt Ở nơi hiện tại Còn cái việc đi bác sĩ là đã đi rồi và về rồi Vì thế mình dùng I've just been to the doctor Câu số 5. Câu số 5 là bạn gọi cho một người bạn đang làm việc. Và cái người kia trả lời và cái người kia nói rằng là mình xin lỗi nhưng mà thằng X đó, nó nó đi ra ngoài suốt ngày. À vì thế cái thằng X này nó không có ở cơ quan. Nó đã đi rồi, nó không có cái cái ở một cái nơi hiện tại đó mà nó đi đi chỗ khác rồi. Và nó đi suốt cả ngày. Vì nó đi rồi. Đây. Câu số 6. Bạn quyết định đi mua sắm. Và bạn để lại một cái tờ giấy nốt. Ở tại nhà. Cho mẹ của bạn. Bạn viết rằng là... Con đi mua sắm rồi. Con quay về sau nhé. Thì là đi rồi tức là khi cái bà mẹ này đến nếu mà bà thấy được cái tờ giấy nốt này thì bà biết con bà không có ở đó và con bà đi rồi nó chưa về thì mình nói rằng là mình mình đã đi rồi đi rồi là con còn cái tình huống số 7 này là một tình huống ngược lại khi bạn vay về nhà thì mẹ của bạn vẫn chưa có ở đó luôn và bạn quyết định à dục cái tờ note lúc nãy đi và lúc này bạn sẽ để là một cái tờ note khác, một cái tờ ghi chú khác, bạn viết rằng là con vừa đi mua sắm về, con mua trứng này, sữa, gặp mẹ lại sau nhé. Thì lúc này cô này là shopping xong rồi. Thì mình dùng là shopping xong rồi và cô này quay về nhà, vì thế mình dùng là been shopping. tức là cô này ở cái chỗ của ấy shopping ở cái chỗ của ấy mua sắm đã quay về nhà rồi. Thì là dùng bin shopping. Câu số 8. Trong câu số 8 này thì bạn của bạn hỏi bạn về một cái trung tâm mua sắm mới. Bạn nói rằng là Ồ oh, vâng, mình đến đó vài lần rồi. Tức là bây giờ mình không có không có đi đâu hết, mình đang ở ở nhà. Mình nói với bạn mình là Ồ vâng, mình đi tới đó được mấy lần rồi? Vài lần rồi, mình đi tới đó đôi ba lần rồi Thì là lúc đó mình là being there Đi xong rồi, phải về rồi các bạn ha Mình thực hiện cái việc đi, thực hiện rồi rồi, xong rồi Mình về rồi thì mình dùng pin. Câu số 9 Bạn nhận ra rằng một người làm chung không có mặt ở trong văn phòng lúc này Bạn lại hỏi một cái người làm chung khác Và cái người đó trả lời là Ồ, oh, cái cái thằng ít đó đó hả? Nó đi nghỉ rồi Cái thằng ít đó nó không có ở cơ quan Và được cái người bạn kia trả lời là Nó đi nghỉ rồi Thì hiện tại là cái thằng ít đó không có ở nơi đó nó đã đi chỗ khác rồi và nó vẫn chưa về vì thế mình nói rằng là has gone <laughs> or oh, x has gone on holiday <laughs> câu số 10 một người bạn làm chung của bạn quay trở về và trong anh ta đã bị rám nắng bị cháy nắng đấy và bạn nói à, tao biết mày vừa đi nghỉ mát về thì cái việc dùng been have been hay là has been này nè thì nó là cái người cái đối tượng mình đang nói đến là có mặt ở ở tại nơi nói tức là người ta đã đi đâu đó người ta về rồi thế câu 10 mình chọn là been đó. chào các bạn bài học hôm nay đến đây là hết Mr. Hill English Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. See you next time.